Xin chào tất cả các bạn, chắc chắn là các bạn không khỏi thắc mắc, rồi băn khoăn, phân vân, thậm chí là khó hiểu khi đọc hàng tip vừa rồi đúng không ạ? Bởi vì cách đây chỉ có mấy ngày thôi thì Minh Hải có nói với các bạn là huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đi đến thỏa thuận những điều khoản quan trọng nhất một cách sơ bộ về bản hợp đồng sẽ được gia hạn. Thì tại sao đến bây giờ lại nói rằng huấn luyện viên Park Hang-seo không đàm phán với Liên đoàn? Thì câu chuyện nó ngọn ngành là như thế này. Là huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức được vào đợt nghỉ hè và ông đã trở về Hàn Quốc rồi. Và ông sẽ ủy quyền toàn bộ cho công ty đại diện của mình mà ở đây chính là Lee Dong-jun. Lee Dong-jun sẽ thay mặt cho huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi vào bàn đàm phán với liên đoàn. Và tất cả những gì Lee Dong-jun nói đều thể hiện cái tâm tư, tình cảm, mục tiêu và tất cả những gì huấn luyện viên Park Hang-seo muốn truyền tải thì Lee Dong-jun đều là người đại diện, bởi vì hai bên đã có sự bàn bạc với nhau rất là kỹ lưỡng rồi. Và tất cả những cái thông điệp quan trọng nhất thì cũng đều được đôi bên chốt lại. Nhưng có một cái điều cực kỳ quan trọng là bản hợp đồng chỉ được ký kết khi tất cả những điều khoản cho dù là nhỏ nhất được thông qua. Thành ra là đôi bên vẫn phải ngồi lại với nhau. Và theo những thông tin mà theo những phán đoán của mình nữa thì rất khó có thể chốt lại được bản hợp đồng gia hạn trong tháng này. Và điều thứ hai, thông tin thứ hai rất là quan trọng được chính Tổng Thư ký Lê Hoài Anh của VFF là người mà trực tiếp sẽ đàm phán với Lee Dong-jun nói với mình rằng là lịch của buổi đàm phán đó vẫn chưa được chốt lại bởi vì hai bên đều chưa thu xếp được thời gian. Bên phía Lee Dong-jun thì cũng đang có một số công việc phát sinh. Còn bên phía liên đoàn thì hiện nay chúng ta biết rồi là liên đoàn đang phải giải quyết sau sự kiện là phó chủ tịch phụ trách tài chính Cấn Văn Nghĩa đột ngột rút lui và được chấp nhận. Thành ra bây giờ là liên đoàn đang phải dồn toàn lực vào để giải quyết vấn đề liên quan đến vị trí mà ông Cấn Văn Nghĩa để lại. Và có điều thứ hai, cái này cũng là một thông tin rất là quan trọng. Với một số người thì mình không biết nó quan trọng hay không, nhưng với mình thì điều này là rất quan trọng. Tức là sau khi nếu bản hợp đồng đã được ký kết để gia hạn thêm 2 năm nữa với huấn luyện viên Park Hang-seo thì cái thời điểm của bản hợp đồng sẽ được tính vào thời điểm nào? Tức là nếu như kết thúc vào tháng 6, chúng ta ký bản hợp đồng đến tháng 7 thì chúng ta tính ngay 2 năm, hay là đến khi hết hợp đồng là vào tháng 1 năm 2020 chúng ta mới bắt đầu tính tiếp? Rồi những điều khoản liên quan đến lương, rồi chế độ làm việc, tất cả mọi thứ sẽ được tính vào thời điểm nào? Thì mình đã hỏi điều này với Tổng Thư ký Lê Hoài Anh, là người trực tiếp, mình phải nhấn mạnh điều này, là người trực tiếp đàm phán với Lee Dong-jun. Còn người quyết định cuối cùng vào bản hợp đồng là có ký hay không chỉ có hai người thôi. Một là huấn luyện viên Park Hang-seo và hai là đại diện của liên đoàn mà ở đây là phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. Bản thân Tổng Thư ký Lê Hoài Anh có nói rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì đề xuất là ngay sau khi bản hợp đồng cũ hết hiệu lực, tức là vào tháng 1 năm 2020 thì bản hợp đồng gia hạn bắt đầu được tính đến. Tức là toàn bộ cái chế độ đãi ngộ, tất cả mọi thứ liên quan đến bản hợp đồng cũ vẫn được giữ nguyên cho đến khi nó kết thúc. Và bản hợp đồng mới bắt đầu được tính gối đầu vào khi nó bắt đầu đến thời hạn, tức là bắt đầu từ tháng 2 năm 2020 thì bản hợp đồng mới, nếu như hai bên ký hợp đồng gia hạn, mới bắt đầu được tính đến. Điều này là điều rất quan trọng, bởi vì lương, mức lương, chế độ đãi ngộ của Thầy Park sẽ phải đến hết tháng 1 năm 2020 mới bắt đầu được tính mức lương mới. Chứ nó khác với bóng đá thế giới là khi chúng ta gia hạn là chúng ta thay đổi điều khoản và chúng ta bắt đầu tính từ thời điểm mà họ ký hợp đồng gia hạn và bản hợp đồng gia hạn đấy bắt đầu có hiệu lực. Không biết là mình nói như thế nó có dễ hiểu với các bạn hay không, nhưng mà nói tóm lại là bản hợp đồng cũ phải hết hạn thì bản hợp đồng mới mới bắt đầu được tính đến. Và tất cả những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã ký trước đây, bao gồm cả mức lương, chế độ đãi ngộ, tất cả mọi thứ đều vẫn tính, đều vẫn được điều chỉnh bởi bản hợp đồng cũ. Và đấy là thông tin được cung cấp bởi Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh với chính mình, nói như vậy cho nó đáng tin cậy. Có một điều mà mình cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi mọi người nói rằng là bây giờ cái công việc của liên đoàn là quá là dễ rồi, đúng không ạ? Vì thầy Park đã nói rằng là ông chấp nhận hy sinh tài chính, ông mong muốn và ông ưu tiên ở lại Việt Nam bởi vì ông yêu bóng đá Việt Nam, ông yêu người dân Việt Nam, và trên tất cả là nhờ có đất nước Việt Nam, nhờ bóng đá Việt Nam ông mới có được ngày hôm nay. Thì thực ra điều đấy là điều mình hoàn toàn không nghi ngờ. Mình nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo là một người sống rất là tình cảm và chân thành. Tôi hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì mà thầy Park nói như vậy. Nhưng cái thông tin đấy thì lại được Lee Dong-jun đưa cho báo chí. Và khi báo chí đăng tải như thế thì mọi người rất dễ tạo ra một sự hiểu lầm cho khán giả Việt Nam của chúng ta, là hiện nay là công ty của Lee Dong-jun, là huấn luyện viên Park Hang-seo đã hy sinh hết mức rồi. Và bây giờ cái việc của liên đoàn là rất dễ, chỉ việc đặt bút vào ký trong bản hợp đồng là xong. Thế vậy thì còn cái gì khó khăn nữa đâu? Thì thực ra đấy mới chỉ là 1/3, thậm chí là 1/10 của vấn đề thôi.
Người ta nói là như thế, về mặt tình cảm thì như thế. Nhưng mà trên bàn đàm phán người ta vẫn phải nói đến những cái điều khoản, những cái chi tiết dù là nhỏ nhất. Mà tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất đấy vẫn luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho công ty của Lee Dong Jun, tức là công ty đại diện của Thầy Park Hang Seo, và đảm bảo cho quyền lợi của cả Thầy Park nữa. Và tất cả những cái gì nó là quyền lợi của Thầy Park mà nó mang lại lợi ích cho bóng đá Việt Nam thì chúng ta sẵn sàng. Nhưng có những cái thứ mà có thể nó sẽ không mang lại quá nhiều những cái lợi ích cho chúng ta. Trong bản hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Park Hang Seo thì nó có rất nhiều những điều khoản, rất nhiều những chi tiết. Và mình chỉ đưa ra một chi tiết nhỏ trong một điều khoản bản hợp đồng để các bạn dễ hình dung. Tức là trong hợp đồng thì nó có quy định một cách rất là rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang Seo là người toàn quyền quyết định nhân sự của đội tuyển. Tức là toàn quyền quyết định ai là người lên tuyển. Và thứ hai là quyết định các trợ lý của mình. Thì trong những ngày đầu tiên sang Việt Nam làm việc thì ông cần có sự hỗ trợ của hai trợ lý người Hàn Quốc. Và ông đã thuê và bỏ tiền túi ra. Sau đấy thì liên đoàn trả lương cho những cái trợ lý này của Park Hang Seo. Nhưng trong bản hợp đồng tới đây, nếu như trong trường hợp mà đôi bên đã đi đến cam kết mà huấn luyện viên Park Hang Seo muốn hai hoặc ba trợ lý người Hàn Quốc hoặc ở nước ngoài thì liên đoàn sẽ có tiền để mà trả lương cho họ hay không. Bởi vì mỗi một người tính lương khoảng tầm 10.000 đô đi, ba người là 30.000, 30.000 cộng thuế thu nhập 30% là 9.000 nữa, là tổng cộng khoảng 40.000. Tổng tiền cho một tháng phát sinh từ ba nhân viên mới này có thể lên đến 1 tỷ. Một năm có thể 12 tỷ, chưa tính tiền ăn, tiền ở, di chuyển, đi lại, rồi tiền bảo hiểm, rất nhiều những thứ chi phí khác. Thì liệu liên đoàn có đủ sức một năm chi thêm 15 tỷ nữa hay không? Thì mình nghĩ là đấy, chỉ một cái điều khoản nhỏ như thế thôi mà chúng ta không nói đến thì liên đoàn đã phải trả một khoản tiền rất là lớn rồi. Thành ra là mình rất là sợ là mọi người đang hơi có một chút gì đấy nhìn sai về cái buổi đàm phán đó. Liên đoàn đồng ý là đã nhận được cái sự thiện chí của bên phía công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo. Nhưng điều đấy không có nghĩa là liên đoàn hiện nay đang ở trong một cái trạng thái cực kỳ thuận lợi. Mà mình nghĩ là không. Tất cả mọi thứ nó đều diễn ra theo cái hướng, nếu như giả sử những cái sự điều chỉnh các điều khoản đó để tốt cho huấn luyện viên Park Hang Seo cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam thì chúng ta giơ cả hai chân hai tay chúng ta đồng ý ngay, đúng không ạ? Còn nếu như trong trường hợp mà để đảm bảo cái quyền lợi cho công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo và kể cả huấn luyện viên Park Hang Seo nữa thì chúng ta phải cân nhắc để làm sao chúng ta đáp ứng ở cái mức tốt nhất trong khả năng của chúng ta thôi, chứ không thể tốt nhất theo đòi hỏi của cái công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo. Thì đấy, mình nói một cái điều khoản rất nhỏ để mọi người hình dung rằng là mỗi một điều, mỗi một khoản nó đều đi theo là những khoản tiền có thể là rất lớn. Với liên đoàn bây giờ khoảng tầm bao nhiêu? 15 tỷ một năm phụ trội, nó là quá lớn. Khoản tiền đấy đủ để nuôi đội nữ trong cả một năm trời, một cuộc sống rất là vương giả. Nó tốt hơn những gì đang diễn ra bây giờ. Thành ra là mình nghĩ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chắc chắn là phải đàm phán rất kỹ từng điều khoản một. Bởi vì là nhiều phép cộng nhỏ nó có thể ra một kết quả rất là lớn. Cho nên chúng ta cũng nhìn một cách nó chân thực hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có một cái sự đồng cảm với những cái khó khăn mà liên đoàn phải thực hiện, phải vượt qua trên bàn đàm phán với Thầy Park. Có rất nhiều người thì hỏi mình là huấn luyện viên Park Hang Seo giỏi như thế, cống hiến cho bóng đá Việt Nam nhiều như thế, toàn những đỉnh cao vinh quang lịch sử thôi, thì tại sao chúng ta lại cò kè bớt một thêm hai? Cái này thì phải nói thật với các bạn là tất cả những cái gì để huấn luyện viên Park Hang Seo cống hiến tốt nhất cho bóng đá Việt Nam thì liên đoàn mình nghĩ là sẽ không từ chối và sẽ cố gắng đáp ứng ở cái mức độ có thể thôi. Nhưng ở liên đoàn thì họ không chỉ nuôi một mình đội tuyển quốc gia, không chỉ có đáp ứng một mình cho huấn luyện viên Park Hang Seo. Rất nhiều những kế hoạch mà được giám đốc kỹ thuật Jun Gengede đã vạch ra trong suốt gần 3 năm qua thì hoặc là chưa được thực hiện, hoặc là chưa được thực hiện một cách triệt để và toàn diện, bởi vì hiện nay vẫn đang thiếu kinh phí. Thành ra là mình nghĩ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ phải cân đối giữa thu và chi giữa các đội tuyển này với những đội tuyển khác để tránh cái tình trạng chúng ta nói là một bên là con đẻ, một bên là con ghẻ. Thì đấy, mình nghĩ là đấy cũng là vấn đề rất là khó khăn. Một điều khoản cũng chắc chắn là sẽ được đàm phán, và đây sẽ là điều khoản cực kỳ quan trọng, là cái phạm vi công việc của huấn luyện viên Park Hang Seo. Và huấn luyện viên Park Hang Seo thì chỉ mong muốn là cầm đội tuyển quốc gia thôi, còn những cái đội tuyển trẻ thì sẽ dành cho người khác. Vì chúng ta biết là huấn luyện viên Park Hang Seo thì năm nay lẽ ra là ông đã không cầm đội U22 ra dự SEA Games. Nhưng vì lời hứa với một cán bộ lãnh đạo cao cấp của chúng ta mà ông đã chấp nhận là thôi, cố gắng vất vả một phen và ông sẽ cầm quân ở kỳ SEA Games này. Nhưng ở trong bản hợp đồng tới đây thì một số những giải trẻ, không phải là tất cả, nhưng một số các giải trẻ
thì khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân là không cao, và ông không muốn là cùng một lúc kiêm nhiệm rất nhiều các đội tuyển khác nhau, bởi vì như thế thì thể lực bị phân tán, sự tập trung bị phân tán, tất cả mọi thứ sẽ bị phân tán thì công việc không thể tập trung được. Thành ra là thầy Park sẽ có xu hướng là nhận một đội thôi, đấy là đội tuyển quốc gia, hoặc là đội tham dự những giải quan trọng, ví dụ như là Olympic chẳng hạn. Và huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì khả năng là họ sẽ đồng thuận ở cái điều khoản này tương đối cao. Và có một cái xu hướng là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lựa chọn những cái đội mà ông sẽ cầm quân, còn những cái đội tuyển trẻ hơn, ví dụ đội dự SEA Games hay là những cái giải đấu mang tính cọ sát, thì sẽ được giao cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người hiện nay đang cầm đội U18 quốc gia. Và nói đến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì chúng ta cũng sẽ tối ưu được một cái tài năng nữa, đấy là của ông Julian Gede. Và mình nghĩ đây là một cái sự phân bổ về công việc cực kỳ tuyệt vời. Thầy Park và các trợ lý của mình sẽ chỉ làm ở các đội tuyển mạnh, ở những đấu trường quan trọng. Và thứ hai là chúng ta sẽ thành lập một cái đội của Việt Nam của chúng ta, do huấn luyện viên Việt Nam của chúng ta cầm quân, đấy là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, để dành cho đội những đội trẻ hơn ở những cái sân chơi thấp hơn một chút. Nhưng thầy Park thì lại mong muốn là như thế này: đội tuyển lớn thì do thầy Park cầm quân, còn đội tuyển trẻ hơn thì sẽ do một ban huấn luyện người Hàn Quốc nắm giữ. Mình nghĩ đây là một cái điều khoản, nếu như thực sự đôi bên mà không đi đến được một cái tiếng nói chung thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì liên đoàn thì không thể đủ sức cùng một lúc nuôi hai ban huấn luyện người Hàn Quốc. Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng không phát triển được nguồn nhân lực của Việt Nam, chúng ta không tối ưu hóa được cái bản hợp đồng với giám đốc kỹ thuật Julian Gede, chúng ta không giúp được cho các huấn luyện viên nội của chúng ta có cơ hội để cọ sát. Và đây cũng là ý kiến của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia thì đã trình bày lên thường trực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam rằng là đội tuyển quốc gia thì nên giao cho thầy Park, còn những đội tuyển trẻ hơn thì nên giao cho các huấn luyện viên nội. Ví dụ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện nay đang cầm U18 lên cầm U22 dự SEA Games cùng với ông Gede. Và những cái đội kế tiếp chúng ta sẽ đưa các huấn luyện viên trẻ của chúng ta lên. Và những người mà hiện nay đang được Hội đồng huấn luyện viên quốc gia tiến cử chính là huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương. Thời gian vừa rồi thì mình cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi từ các bạn là cái áp lực từ Hàn Quốc, từ Trung Quốc và Thái Lan lên thầy Park còn lớn hay không. Ý mọi người muốn hỏi là các nền bóng đá này còn đưa ra những cái lời đề nghị béo bở cho công ty đại diện của thầy Park hay không. Thì mình xin được nói thêm là thực ra là mình nghĩ là đây là cái điều hoàn toàn bình thường, nhất là khi mà các bạn vừa mới nghe một câu nói của thầy Park là trái với dư luận của truyền thông Việt Nam, là bản hợp đồng của thầy Park và liên đoàn đã gần như đã được chốt xong. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Thầy nói như vậy cũng là để tạo ra một cái thế cho cái công ty đại diện của thầy ngồi vào bàn đàm phán với liên đoàn thôi. Về Hàn Quốc và Trung Quốc thì mình không có những cái thông tin thực sự là xác tín, thành ra là mình không dám chia sẻ với các bạn. Nhưng ở Hàn Quốc thì mình nghe thấy các đồng nghiệp của mình nói rằng là không có một người nào đấy đánh tiếng một cách cụ thể. Đấy là thông tin báo chí thôi, còn thực tế người ta có đi đêm với nhau hay không thì mình không biết. Theo thông tin mình biết từ hai nguồn thì cả hai nguồn này đều đã cắt liên lạc và họ đã không xúc tiến nữa rồi. Một là Liên đoàn bóng đá Thái Lan, vì cái mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Thái Lan đang rất là tốt, họ không muốn phương hại, thành ra là Liên đoàn bóng đá Thái Lan không câu thầy Park. Thứ hai là họ vừa bổ nhiệm một giám đốc kỹ thuật đến từ Tây Ban Nha, nghe nói là có làm việc ở Barca một thời gian. Và cái xu hướng của họ là sẽ Tây Ban Nha hóa lối chơi của mình bằng cách là bổ nhiệm một huấn luyện viên trưởng người Tây Ban Nha. Và bây giờ thì họ chưa bổ nhiệm, nhưng mà cái xu hướng họ lựa chọn sẽ là một huấn luyện viên người nước ngoài có lối chơi giống như của Tây Ban Nha. Đấy, và yếu tố thứ hai là từ một câu lạc bộ mà sẵn sàng bỏ ra 100.000 đô để trả lương cho thầy Park thì họ đã không chờ đợi được câu trả lời cuối cùng của thầy và họ đã bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng của mình rồi. Theo thông tin ban đầu thì trong tuần này thầy Park, chính xác là công ty quản lý của thầy Park, công ty đại diện của thầy Park mà ở đây chính là Lee Dong Jun, sẽ có buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên thì đến bây giờ vẫn chưa có lịch, thành ra là chúng ta sẽ không thể biết mọi thứ nó sẽ như thế nào. Nhưng theo như phán đoán của mình thì khả năng ký được bản hợp đồng gia hạn ngay trong tuần này, ngay trong tháng này là điều không thể. Bởi vì hai điều: một là thầy Park không có ở Việt Nam trong thời điểm này; thứ hai là mình tin là nó còn có rất nhiều những điều khoản mà không thể chốt ngay được trong một buổi làm việc. Mình nghĩ là nó phải cần nhiều hơn như thế, thậm chí là còn phải cần nhiều hơn. Nhưng người ta sẽ chốt lại những cái điều khoản quan trọng nhất để từ đó thầy Park có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc của mình. Và đây cũng chính là thông điệp mà thầy Park gửi đến liên đoàn và cái công ty đại diện.
Thầy Park không muốn nói quá nhiều đến bản hợp đồng nữa. Thầy Park cũng không muốn là câu chuyện này kéo dài, khiến cho người hâm mộ Việt Nam hiểu sai về thầy, khiến cho những cái người làm việc với thầy lại nghĩ rằng là thầy quan trọng cái bản hợp đồng, mà thầy muốn là sẽ tập trung toàn tâm toàn ý cho bóng đá Việt Nam, cho những cái kế hoạch sắp tới mà thầy xây dựng với những cái kế hoạch rất là quan trọng với người dân Việt Nam. Một là tấm huy chương vàng ở SEA Games, và điều quan trọng hơn đối với thầy và kể cả là trong quan điểm của mình cũng đồng cảm, đấy là ở vòng loại World Cup. Thì mình nghĩ là có lẽ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với bên phía công ty đại diện của thầy Park, hai bên chỉ cần nói hết những cái tâm tư của nhau và đáp ứng ở mức độ cao nhất cái nhu cầu của nhau, thì mình nghĩ như thế sẽ rất dễ có thể có được một cái bắt tay, và cái bản hợp đồng gia hạn thì sẽ được ký trong khoảng thời gian sớm nhất. Mình chưa bao giờ nghi ngờ là bản hợp đồng của thầy Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không được ký gia hạn, nhưng nó sẽ được ký vào thời điểm nào, với những cái điểm mấu chốt sẽ được cởi ra làm sao, và công việc liên quan đến chạy tài trợ của liên đoàn liệu có thông thoáng hay không. Bởi vì mình nghĩ rằng là để đáp ứng được tốt và để cho các huấn luyện viên, các chuyên gia và kể cả các cầu thủ của chúng ta nữa là không bị thiệt thòi, thì liên đoàn cũng phải tăng cường cái năng lực kiếm tiền, chứ không thể nào mà vì tiền của chúng ta không có mà chúng ta lại trả cho những công thần của chúng ta, những người đóng góp rất nhiều cho chúng ta ở một cái mức lương thấp hơn, chế độ đãi ngộ thấp hơn, thì mình nghĩ như thế là không nên. Nhưng trong những lúc khó khăn như thế này, trong những lúc chúng ta chưa có được một khoản tiền lớn để có thể trang trải tất cả những công việc, thì mình nghĩ là cái sự chia sẻ, cái sự gọi là hy sinh vì nhau, nó cũng rất là giá trị. Nếu làm được như vậy thì một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo lại rất đẹp đẽ trong lòng người Việt của chúng ta. Và hy vọng rằng tới đây thì Việt Nam của chúng ta, bóng đá Việt Nam của chúng ta thì chính xác hơn, sẽ làm được hai mảng rất quan trọng. Một là bổ nhiệm phó chủ tịch phụ trách tài chính để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, và thứ hai là chúng ta giữ chân được huấn luyện viên Park Hang-seo và thỏa mãn được những cái yêu cầu của thầy Park để làm sao hỗ trợ tốt nhất cho công việc của thầy. Bởi vì xét cho cùng thì cái chất lượng công việc của thầy có cao thì thành tích của bóng đá Việt Nam của chúng ta mới cao được. Đấy là điều kiện cần. Đấy, và trong cái bối cảnh hiện nay bóng đá đang có rất nhiều những câu chuyện, thì mình ưu tiên là nói về câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo trước, bởi vì nó gần nhất. Và tới đây thì mình sẽ còn trở lại với câu chuyện liên quan đến Đoàn Văn Hậu. Cái vụ việc Đoàn Văn Hậu nó diễn ra như thế nào, nó hình thành như thế nào, mức độ đàm phán ra làm sao, và quan trọng nhất là liệu Đoàn Văn Hậu có thể ra nước ngoài thi đấu ngay trong năm nay hay không. Đấy, và một câu chuyện cũng được mọi người rất là quan tâm, đấy là vì sao phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF lại đột ngột từ chức, và cái việc từ chức của ông nó tạo thuận lợi cho ông như thế nào, nó tạo ra cái khó cho liên đoàn ra làm sao, và nó cũng tạo ra một cái thách thức cho bầu Đức như nào. Tất cả những câu chuyện này mình sẽ kể với các bạn. Và nếu như các bạn có những quan điểm hay là những lời đề xuất gì đó thì các bạn có thể comment ngay ở dưới đây. Và Minh Hải thì cũng sẽ cố gắng đáp ứng tất cả những gì trong khả năng có thể. Và Minh Hải cũng rất là cảm ơn các bạn đã like, đã share và đã subscribe. Cũng rất là mong muốn các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình để chúng ta có thêm những cái động lực mới để tiếp tục chia sẻ với nhau những cái thông tin liên quan đến bóng đá. Và nói thật với các bạn là thời gian vừa rồi mình đưa ra những cái thông tin cũng khiến cho rất nhiều người tạo áp lực ngược lại mình. Nhưng mà nói thật với các bạn luôn là nhu cầu thông tin của các bạn, và mình cũng sẽ làm đúng với những cái chức phận của một nhà báo, của một người đưa ra những cái thông tin, và mình chịu trách nhiệm về những thông tin đấy. Còn lại là mình chịu toàn bộ những cái áp lực để đưa sự thật đến với các bạn. Rất là cảm ơn các bạn vì đã luôn luôn ủng hộ Vlog của mình.